Hiểu không? Chúng mất tiêu chiếc xe luôn à. Đó, về hung vàng đó. À. Không được Phúc ơi. Cọc nữa Phúc ơi. Má bỏ cục đá vô luôn quá. Biết sao không? Cái cây này nó to nè. Tao mới lượm cho nó. Lượm tí. Mấy ngày. Đó rồi. Có dao không? Ờ, à, trẻ ra cho nhỏ lại. Có dao luôn. Đó, không có đèn theo gì trơn thiệt chứ. Con đen đen đó, sửa dây liều lại. Con đen đen đó, sửa dây liều lại. Con này phải sửa lại nữa, không sửa không lên đâu. Con này sửa lại nè, cột lên trên đi tí. Cột lên đầu luôn đó. Cột lên đầu á. Không lên đâu. Lên đâu. Quá dài hả? Cái này hơi ngắn rồi. Hả? Hơi ngắn rồi, xích lên. Gì? Ừ. Anh lấy thuốc rồi. Đây phải không? Ừ, đúng lại đây. Dịch cái coi. Con cù tí với con nào? Đã nó kia sửa lại đi. Buông dây xuống, hả xuống à. Nó là cà lạng nè. Lại sửa nó luôn à. Nào. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Em lên vô là gì? Lấy luôn thuốc của ổng rồi, lấy thuốc của ổng rồi. Thuốc ổng ăn hút kìa. Đông không đưa thuốc em không? Thuốc à. Chấm em cá rồi. Quá quá quá. Tao làm thả lên cái te cái gì mua quá chứ. Không quá. Thêm. Có đó phải cột thêm á. Tao quay chưa? Rộng đâu cột, mày thấy nhiều mày hỏi tao. Cái nhỏ già. Lên không? Lên. Trên đầu á. Xích dưới, xích trên, xích lên đây nè. Lên đây nè. Vậy? Lên đây nè.
Xích lên. Lên đây nè. Xích lên che vậy hả? Ừ. Nè, nè đó, ngay đó. Ừ. Ở dưới không có lên đâu. Cãi rồi. Cãi lời cậu mày không. Này. Chút băng là mở thừa hai đứa này nè. Hai con nương này nè. Nó chưa cột gì hết trơn mà làm gì tới được. Mày lại vậy? Nó làm gì vậy? Hả? Mày lại vậy? Nó vụt thôi. Có cái gì con không ơi? Chấm rồi. Chấm cái này nè, sẽ ghê hai cộng nè. Thôi được. Món này là gì đậm không? Không, không, gạo ghê quá. Không được luôn tí rồi. Được rồi. Đây. Hết thuốc luôn. Hết gì mới hút thuốc mà hết vậy. Tôi hơi vậy chứ đi. Ờ. Dây đổ cái cục vậy. Cụ nhỏ đó. Coi. Mời lại sớm ơi, mời 5 giờ lại. Cái này hết gió rồi, thả gì nữa. Ủa là đứng ở đâu? Không biết đứng đâu rồi đi thả diều trời ơi. Hết rồi, hết diều rồi.
hết nhiều rồi. Chút gói dây nè, chút gói tàu mù. Muốn thả hả? Muốn thả dễ mà. Để em cho nó muốn thả, chút cho nó quấn lại vô. Gói tàu mù rồi kìa. Hôm qua muốn thả gì này luôn cái gì nè. Đúng rồi. Được chưa? Tàu mù, gói tàu mù kìa. Gói tàu mù. Gói tàu mù. Rồi cầm nó đi, cầm nó đi hả? Cầm này chạy đi. Chạy cho xuống mở. Cầm chạy nè. Chạy. Buông ra. Ồ lên đó, nhiều đó lên đi quá. Nhiều đó lên đó. Em nhiều đó lên đó. Mẹ tao 4 giờ rưỡi tao ra, nhắc này 6 giờ ra. Vô nít rồi bút quá nha. Rồi buông cho chạy, cho chạy xuống mở đi. Rồi buông. Rồi chạy, quyết liệt luôn. Chở xuống mở vậy ta. Lên đó, nhiều này là em vậy. Đi mai đi sớm, tự nhiên mới mua là không thảo liền thằng. Này mai thả độ cái hết dây cái bệnh luôn à. Hết dây cái đi luôn. Hết dây là đi luôn à. Gói tàu mù dây nữa kìa. À, gói tàu mù nữa nè. Ngoài á, ngoài lấy cái chai á bỏ vô. Chứ đừng thả dày thả cái này nó ấy thôi. Nó biết giờ này đâu. Trời hồi sáng giờ. Đi về trễ rồi. 4 rưỡi rồi ta ra đi. Mời khỏi ăn cơm nước cho gà cho ấm bớt. Béo quá trời béo. Dài quá. Nhiều người lên à, im à. Nãy giờ đâu thấy, mới có thấy một con này lên à. Nãy giờ mấy con kia có con nào lên đâu. À nhiều tí lên, im quá à tí. Mới làm hai lỗ tai ha. Phải có lỗ tai đấy đúng không? Lấy chai nước ngọt lít rưỡi á. Lên kìa em, nhiều nó lên đó em á. Cốc đầu không? Ờ.
Vậy đi này thả gì? Về đây. Ủng à, ủng ỉnh nè. Hôm qua chụp á, làm cái nào chụp nữa hả? Nó còn sống. Hôm qua chụp á, làm cái nào chụp nữa hả? Quá trời nhiều luôn. Té rồi. Chạy quá trời chạy té rồi. À, đứng lên không sao đứng lên. Từ thôi đứng đây thôi. Đứng từ thôi chạy đứng đây đi. Đi đừng chạy. Nín dứt. Đứng đây. Ôi ôi quá trời béo phì rồi. Đi từ từ thôi. Gấp cỏ té chứ gì. À đứng ngay đó là con bé này ốm ốm à. Đi được. Mày thả nữa à? Không có thả đâu. Mày thả là mày quẳng á. Rồi ổng thấy được chưa? Lên là kéo luôn chị, kéo lên chị. Từ từ. Kéo anh bông. Từ, đừng kéo nữa. Đi lên ngay chỗ thằng cô kia đi. Đi lên nhập dây vô. Bị nhập dây rồi, đi lại đẳng đi. Đi buông ra anh Bông, Mau xuống ra buông ra đi. Cho bả lại nhập dây lại, buông đi, buông. Đi lại nhập dây lên kia rồi. Đây nhập dây với thằng cu này nè. Đây đây. Trời nữ kéo nữa, ông nội không kéo hoài trời. Ông cứu nội không kéo sao xuống ông nội? Xuống. Ủa mà không có xuống rồi con diều dính rồi con diều này sao xuống? Xong xuống nè, nhập dây vô nè. Con diều xuống không xảy ra sao? Thả ra cái gì? Con diều này xuống không mở được không? Con diều này không xuống. Xong được nè. Vậy xuống rồi, người ngưng đi để tao biết thả diều mình ngưng. Mình hết. Buông đi, buông đi nè. Đúng rồi. Cha nội ơi, tôi ngốt. Từ đó tôi không biết thay nhiều ơi. Rồi trả đó. Rồi né ra nè. Né ra nè. Đừng qua bên tôi nha. Ai qua. Né đi. Ai qua đâu hả? Con qua đây nè. Qua anh đi. Ông này qua anh đây. Bà này qua đây. Rồi thả ra đi. Đất ơi.
Mình cứu này lên không? Ừ mình lấy con qua, con kia cứ lên đâu mà. Con kia giống con kia nó dở. Tự thả nha, tự thả nha. Con kia dở. Con qua nè. Không lấy thì lấy con khác. Lao mà, con này nó lấy. Ừ. Rồi lên nè. Hết gió mẹ lên. Giật giật lên, thả dây ra. Giật thả dây ra. Hết gió. Hết gió lên. Hết gió rồi cô ơi. Hả? Hả? Lên á, lên á. Rồi thả dây ra đi. Lên không nổi. Sao không thả dây ra mới làm gì trời. Nó không thả dây ra mới làm gì vậy. Lên nó không thả dây ra. Thả dây ra. Thằng cu kia làm gì. Hết gió rồi. Của mày hả? Tới sáng. Đi thả diều. Thả diều mà. Rồi có con cu kia lên rồi. Lên chứ cu. Cho chừng băng á. Thả ra hết đi rồi quắn lại. Thả đi. Buông 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 coi. Ừ. Con này lên im không chịu lấy con khác. Thằng này. Không không chơi. Im ha. Ừ. Ừ. Con nãy cái gì. Im rồi im rồi. Vậy hả? Tiền đâu mà mua dữ vậy? Hả? Tiền đâu mà mua dữ vậy? Tiền có. Rồi thả hết đi, coi chừng băng á. Nhìn nhìn dây lại, cầm dây lại. Cầm dây lại. Rồi thả đi, thả đi, thả đi, thả đi, cầm cầm dây này nè. Mà đừng có cầm cái đó. Chút nó ghét bây giờ. Băng vậy, thả đi, buông cái này xuống. Ừ, để lại đi. Rồi thả đi. Thả. Ê. Thả. Ngửa đi. Mày thả hết dây đi, tao chỉ cho. Thả đi. Trời ơi, biết nào rồi. Qua mấy anh đây nè. Rồi, đứng đây được rồi. Đứng đây rồi. Kiếm cắn rồi, chàm luôn. Rồi, thả hết dây đi. Coi chừng băng á. Ừ, coi chừng băng á. Ta không chụp đâu. Nữa đi, nữa đi. Hết luôn. Ừ. Hết luôn.
cách nào cho nó bay cao thôi. Không, không có cách nào hết trơn. Vừa dở rồi phải câu, vừa mua rồi mua câu. Mới có con nào mới bay câu được. Đó, thấy con rồi. Ôi nó hết dây rồi, còn hết dây rồi. Rồi đó, nè chụp lại nè. Ừ. Rồi, lấy rồi cột lại. Buông ra, buông ra, buông tay ra. Chụp lại ra. Ừ. Hôm qua người ta quấn lại rồi, thấy không? Má nha chú bằng rồi. Bằng mất công mày đàn tao nữa. Rồi cậu lại. Chứ cậu không? Cậu biết. Ừ. Cậu sao đâu? Cậu rút đi. Ừ, cậu rút luôn rồi cậu sao? Đâu, cậu coi. Cậu coi. Nè. Rồi cậu. Rồi. Rồi cậu cái nữa ơi. Có hai lần. Ừ, hai ba lần á. Hai ba lần mới cũng. Ừ. Rồi. Rồi. Đưa ra cuộn đây. Vậy nó mới chắc. Rồi, bắn rồi. Nó thằng bằng nó ném tút bằng thấy không? Nó không nghe lời tao bằng rồi. Rồi, cá qua rồi. Đây. Đụng má. Con vậy luôn. Vậy. Con mấy xả chú lên hoài hoài ta. Rồi đi luôn. Rồi. Con đi lại đây cô, đi lại đây nè. Rồi. Nhập dưới bãi luôn. Bảy tấm dầu. Bảy tấm dầu. Ôi, hai rồi đè luôn. Thằng kia không chạy sớm đè được. Con ấy xà. Con ấy xà bằng thịt ăn đi. Đi lại đây hả? À. Đi lại đằng bà đó đó. Đi lại đằng bà đó nè. Nhập dây vô. Dính dây đâu mà dính. Nhập dây vô. Nhập vô. Đưa bà kia đâu đi dây đi. Nhập vô nè, cu kia. Nè, nhập vô. Lần quá. Lần quá. Rồi, đúng rồi đó, chịu đó. Ừ, lần quá. Nữa. 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 Rồi. Cứu rồi. À, biết đâu rồi, nhiều của bà ai biết. Đi lại đây, đi lại đây. Khỉ á, mày, đi nè, cứu kêu lại đây. Ngập dây vô. Gói tù mù bây giờ. Rồi ra nè. Xuống đây nè, cu kia. Nè, cu này xuống đây đó. Xuống đây góc đó. Đây. Ừ. Đừng ai giờ lúc này quấn lại mẹ lúc này tới hồ đi tới hồ nữa nhìn mặt này rồi con mét vậy đâu rồi về đây tối là về mất này quấn mình vậy đó, hả tao quấn cái đường rồi quấn mấy cặp rồi buông quá tướng thằng nào nán như con voi vậy á. Cái gì trời cấm đầu cấm cổ có sửa gì liều lại tay bị cong rồi hôm qua lên mà quá vậy con còn phải sửa dây lèo lại được cong quá rồi không phải cong sửa dây lèo lại cột lên hả cột lên như hồi nãy anh Phong ra đây nè. Trên đây nè. Ok. Trên đây nè. Bên đầu á. Bên đầu. Lấy quẹt ra tí. Để cậu đi. Thôi cho. Tương thuốc coi. Cột lên cái này nè. Cắt quả này cột lên nè. Cậu đi cho nó đi. Này đâu. Đó. Nó leo cây luôn. Gãy cây của người ta. Leo. Không lên. Rồi. Dính rồi đó. Anh đó. Tí gì coi đi coi. Hãy về ra. Quá đông rồi này, quá đông rồi. Đúng rồi.
nhiều cứ tí nè không ai. Well, hiểu không? Vậy nó cắm đầu vậy. Vậy nó cắm đầu. Rồi đâu nó cắm vô cái cam luôn. Vậy có thằng con đạt á. Có da hăng lên rồi. Lên đâu nó lên để lại nó thả lên vậy đó cho. Thả đứt cái hút ơi, cầm đi hút ơi. Đứt. Đứt này. Đây, cầm ra. Đấy, bay xe luôn. Buông ơi. Rồi, quấn cái kia lại đi. Buông ơi. Xiết cái lại đi. Buông ơi. Chiến gì nữa? Má cứng như trời. Cứng lắm tí. Má rồi cứu ghê lắm, cứu không có nợ được. Chứ nhớ cả. Cái nhỏ chứ. Rồi xíu tôi về tôi lấy mấy khoan rồi. Quay vô cho lại đứt luôn, đứt bỏ luôn. Ồ, nặng lắm tí ơi. Không. Nặng lắm. Ôi nặng lắm tí ơi. Gió quá trời gió. Xịt đó nó mới ghê. Hàng đó là vậy, hàng đó là vậy. Lắm. Này đồng dưới trời. Lên rồi. Hăng lên rồi. Xuống đây. Không. Đi từ từ xuống. Đi từ từ. Đi từ từ xuống. Cá mập tu bu chốc hết trơn. Má nó đứt quá. Đứt bỏ luôn. Cái lần khác. Đó biết chơi nhiều hơn thằng kia. Ôi nó lạng. Ôi nó lạng. Nó lạng lắm không được đâu. Đứng ở đây là thả gì cả. Không phải cột lại cu ơi. Thằng cu kia nó làm gì vậy? Ai nữa đây? Thôi, quán không nổi đâu. Ôi. Thằng này nó còn quán còn có đâu. Được rồi. Nào mày thả mày quán nha. Bứt bỏ luôn. Bứt bỏ luôn. Sao dám cạp gì cho lên lên. Lên ai mặt này là chơi lâu lắm rồi nè. Cầm như chắc à. Ném chút mai luôn hả? Anh không đứng đó là bà tiêu rồi. Con diều đó mà thả cái gì? Con diều này cũng thả không được nữa nè. Bị tu đu nữa nè, độ tí. Không biết sao nó không có ngóc đầu lên chứ. Thả sao. Kéo dây lên chút. Dây lên chút này. Kéo lên má tu đu này. Cắt ra đi. Nè không hút, hút hút rồi cắt ngay chỗ này nè. Rồi hút xong nó kéo.
cột lên trên, lên trên chút. Ừ, đó đó. Cứ leo lại. Diều đó ghê lắm á. Diều đó nó ghê. Cái biết sao không? Cái đầu nó nặng. Cột, mày cột cái cây dưới đây nè. Cột cái cây dưới đây nè. Từ từ đốt thuốc cột cái cây này nè. Nè. Cột cái cây dưới đây nè. Phụng dây có phụng dây. Thôi chú lấy con dây cột đây nè. Từ từ. Lấm 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 vô, lấm vô. À biết con ta. Thôi đi. Của người ta. Từ từ quán gói tù mù của nhỏ giờ. Mượn nhiều vào. Thôi người ta uống người ta về rồi. Mới lại. Mới lại á. Mai biết trở lại đây nha. Bông. Lên không? Hả? Không lên hả? Hả? Có chứ. Đại của chú mày. Mời có nè. Tắt tắt. Đi 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 chạy đâu dưới kia của kia. Tên gì hả? Phúc Vinh á. YouTube á nha. YouTube á. Rồi Facebook nữa. Mà không gặp đâu. Thôi kết bạn được. Lên không? Em không? Nắng nhiều tí lên đầm ghê. Hai lỗ tai nữa. Nắng hai lỗ tai nữa. Mình nghe hai lỗ tai nữa hả? À, hai lỗ tai nữa. Vào đẹp. Cũng chưa đẹp đâu. Nhiều gì đâu mà mua chi không biết. Đây. Tức tiền không? Không lên trên. Thấy là làm đẹp không? Giấy quá, đúng là diều. Diều đó diều chế mày ơi. Diều chế mấy đồ ăn ở bay còn dữ hơn mấy diều. Diều không chế. Diều này khó lên lắm. Nãy sao lên hả tí? Mày mày đủ có gió rồi lên rồi. Gió lên à. Đó mồi gắn mồi gắn đưa cho đưa gì cái dài cái ngắn cho hết gió rồi. Mới vừa canh lại. Đẹp không? Đẹp không? Giữ cái này. Quay người chưa?
Người ta về hết rồi mới qua. Vậy của tôi thì coi coi. Phải không mày? Tí. Mình còn con nữa mà tí. Mình nãy có đem con dây nè. Ừ đúng rồi, của cặp qua. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Gắn cái gì? Hết gió rồi, họ thả đi em Nhật ơi. Hết gió rồi, gắn gì nữa? Sao có con cây vậy? Ủa? Em trong đây nè. Nữa hả? Thiếu cây nữa. Trời ơi, người ta về mà dắt này mới lại. Nè gắn rồi hả? Mời gắn nha, tự gắn nha. Cái dài gắn dưới trên. Rồi thả không lên thì lại đây báo. Cái này. Giờ này mới gắn mày mới thả hả? Giờ này con gió đâu hả? Cái này gió đâu hả? Mày gắn con không thả được đâu. Về đi, về đi, mời lại sớm, mời 4:30, 5 giờ gì đó chạy ra đây. Ngã đâu? Dạ. Ngã đâu? Dạ dưới đường chó. Đường chính chó là đường này hả? Dạ. Cái này thả gì nữa? Cầm vậy nè. Cầm vậy nè. Rồi chụp mày sẽ dây à? Chưa cột, chưa cột. Nè. Chiều thả chứ không, chiều mới thả. Chiều đi lễ còn gì? Đi lễ chắc ngày lại, chắc ngày 6 giờ nè. Cũng đi lại ở đây hết giờ rồi. 6 giờ còn gì nữa? Nãy tôi báo 6 giờ tôi quấn vô rồi mà. Ờ tới rồi, kệ, kệ ông tưởng quấn. Con vô bệnh luôn. Từ từ ăn, gói ăn. Nãy con đó con nãy thả cũng im lắm. Đâu có không này đâu từ từ ăn gói ăn nay đông hơn qua ít mai lại sớm nha. Không biết mà. Gì mai học nữa hả? Trời ơi, sao nó 7 vậy? Nhiều này lên à, nhiều này lên à. Được.